chuyển năm mới Bính Thân, xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các em sinh viên dồi dào sức khỏe, thành đạt. Trường Đại học Nam chân thành cảm ơn những tình cảm mà bao năm qua các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ sinh viên nối tiếp nhau đã dành cho Trường Đại học Nam để xây dựng lên Trường Đại học Nam ngày hôm nay. Cảm ơn mùa xuân đã cho chúng ta niềm vui, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta cuộc sống. Chúng ta chỉ vui khi tất cả cùng vui. Vậy hãy đem niềm vui đến cho mọi người để tất cả cùng vui nhé. Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, tôi xin gửi tới tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, phụ huynh Trường Đại học Đại Nam lời chúc đầu xuân. Chúc của trường chúng ta trong năm 2016 đạt được 16 những chữ sau: nhạy bén, đổi mới, năng động, sáng tạo, uy tín, chất lượng, phát triển bền vững. Đó là mong muốn của cá nhân tôi cũng như là ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường đối với Trường Đại học chúng ta trong những năm tới. Năm cũ đi qua, năm mới lại đến. Tôi xin kính chúc các thầy, các cô một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các em sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt để ngày càng tiến bộ. Chúc các em sinh viên chuẩn bị ra trường tìm được công việc ưng ý, có thu nhập tốt. Kính chúc năm mới. Nhân dịp xuân Bính Thân về, phòng tài chính kế toán xin được chúc mọi nhà phát tài no đủ, tiền vào đầy tủ, tiền chi từ từ, sức khỏe có dư, bình riêng phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Nhân dịp năm mới Bính Thân, cán bộ nhân viên phòng hành chính quản trị Trường Đại học Đại Nam xin gửi lời chúc tới mọi nhà một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Phòng đào tạo chúc mọi người, mọi nhà một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bước sang xuân Bính Thân, phòng quản lý sinh viên Trường Đại học Đại Nam chúc người người nhà nhà đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Cung chúc tân niên sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Happy New Year. Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Đại Nam xin chúc mọi người năm mới. Trên đầu như nhộng sông Đa, trên giờ nhiều dọn như cà phê phi. Đầu xuân năm mới, khoa tài chính ngân hàng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người. Đầu xuân năm mới chúc Đại Nam chúc luôn tài chính với ngân hàng, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, chúc nhiều may mắn, chúc an khang. Nhân dịp năm mới, khoa kế toán xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới, khoa cục thông tin xin gửi tới tất cả các thầy, các cô, cán bộ, công nhân viên của Trường Đại học Đại Nam lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Nhân dịp năm mới xuân sang, công nghệ ta quyết sẵn sàng đi lên, chúc cho ai cũng gặp thêm, chúc Đại Nam sẽ vượt trên nhiều trường, cán bộ cũng được tăng lương, sinh viên sẽ được mở đường tương lai, Đại Nam tươi sáng ngày mai, một câu kính chúc Thái Lai rạng ngời. Nhân dịp năm mới Bính Thân đến, tôi thay mặt cho ban chủ nhiệm khoa xin chúc tất cả các thầy cô một năm mới dồi dào sức khỏe, chúc tất cả các em sinh viên một năm mới học thật giỏi, sức khỏe mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp mà năm mới, tôi xin thay mặt cho tập thể giáo viên và học sinh của khoa xây dựng và kiến trúc xin gửi tới Trường Đại học Đại Nam tất cả các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh của trường một năm mới an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành tích, luôn đổi mới và phát triển. Thành công, đại thành công. Khoa Du lịch và Phòng Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Đại Nam nhân dịp năm mới chúc nhà nhà người người an khang thịnh vượng. Khoa PA chúc tất cả mọi người tươi như hoa, ăn nên làm ra. Nhân dịp năm mới Tết Bính Thân 2016, Khoa Luật Trường Đại học Đại Nam xin gửi tới tất cả mọi người lời chúc mừng năm mới. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an, mạnh khỏe. Năm mới Bính Thân đang đến, tôi xin chúc tất cả mọi người đủ niềm tin để yêu thương cuộc sống, đủ sức khỏe để xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình, đủ thông minh với thực phẩm đường phố, đủ kiên nhẫn chịu đựng ách tắc giao thông. Đối với sinh viên của Đại học Đại Nam và các thành viên trong gia đình của Đại học Đại Nam, năm Bính Thân đến, tôi xin chúc mọi người thật mạnh khỏe, hạnh phúc, tự tin trong học tập và tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Chúc
cho năm mới đến. Mọi người trong gia đình Đại Nam cùng gia đình ấm áp, hạnh phúc trong ngày xuân Bình Thân. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Năm mới, tháng lợi mới. Chúc mừng mùa xuân, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Kính chúc năm mới. Kính chúc